Chào các bạn. Các bạn đang theo dõi môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu của chương trình đào tạo từ xa khoa công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Trong buổi giảng hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về các loại bài tập liên quan tới chương số 2. Nói rằng là các loại bài tập nhưng chúng ta hãy nghĩ rằng trong buổi giảng hôm nay tôi sẽ trình bày những vấn đề rất là thiết thực, đó là công việc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu là như thế nào. Ngoài ra tôi cũng giới thiệu các bài tập liên quan tới những ứng dụng thực tế, ví dụ như là để xử lý đồng thời thì những người giữ vai trò là người quản trị cơ sở dữ liệu như các bạn thì phải thực hiện công việc như thế nào. Thì đó là cái nội dung của cái phần bài tập của chương số 2 này. Với cái bài tập loại bài tập đầu tiên, đó là bài tập liên quan tới cái nội dung, đó là cho một lịch biểu S, yêu cầu các bạn hãy xác định lịch biểu đã cho có khả tuần tự hay không. Như vậy thì để phục vụ cho cái loại bài tập này thì các bạn hãy xem cái slide số. Các bạn hãy xem trong cái nội dung bài học ở ở slide nói về đồ thị ưu tiên. Slide nói về đồ thị ưu tiên đó là slide số 40 các bạn. Và slide số 40 là phần lý thuyết liên quan tới cho một lịch biểu S chỉ gồm thao tác đọc và ghi, yêu cầu chúng ta hãy xác định xem lịch biểu S có khả tuần tự hay không. Còn ngoài ra khi cho một lịch biểu S mà trên đó đã cho sẵn rằng là thao tác các phương thức khóa, đó là khóa đọc hay là khóa ghi trên đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái lý thuyết trong trong cái slide sau đó ở cuối cái phần mà dạy kỹ thuật khóa cho việc điều khiển đồng thời, đó là slide số 70 78 các bạn ha. Như vậy thì với cái loại bài tập đầu tiên, đó là cho một cái lịch biểu dạng là như trên bảng như thế này, yêu cầu chúng ta hãy xác định xem rằng là lịch biểu đã cho có khả tuần tự hay không. Đó là một cái công việc của bộ lập lịch. Vậy thì các anh chị xem với cái dạng bài tập như thế này thì chúng ta xử lý nó như thế nào? Thì như tôi lưu ý với các anh chị rằng là không phải rằng là đây là bài tập và chỉ để xử lý bài tập mà thôi, mà cái kiến thức này các anh chị sẽ hiểu hơn về nguyên lý làm việc của hệ quản trị và sẽ được dùng trong quá trình mà hệ quản trị xử lý đồng thời. Như vậy thì với cái dạng bài tập như thế này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta hãy vẽ cái lịch biểu này ở cái dạng là dễ hiểu hơn, đó là ta thấy rằng lịch biểu liên quan tới tới một thao tác đọc R1X như thế này. Tôi nhìn tôi biết rằng có một cái giao tác là T1, có một cái thao tác là R2 trên Z, hay là những cái write 2, tôi biết có giao tác là T2. Tôi tiết kiệm không gian chút xíu nhé các bạn. Hoặc T2. Xong rồi, tôi thấy có thao tác ghi của giao tác thứ ba nên tôi biết có T3. Rồi thì nhìn vô đây, tôi biết rằng là có 3 giao tác thực hiện công việc đối với cái lịch biểu này. Vậy thì thứ tự thực hiện công việc như thế nào? Các bạn hãy nhìn vô cái thứ tự thực hiện như sau. Tôi nói rằng là đầu tiên thì T2 thực hiện đọc trên đơn vị dữ liệu Z. Sau đó T2 thực hiện đọc tiếp trên đơn vị dữ liệu Y. Sau đó T2 thực hiện ghi trên đơn vị dữ liệu Y. Một cách tương tự, ta thấy rằng là sau đó tới tại thời điểm sau, đó là đây là trục thời gian theo chiều từ trên xuống nhé các anh chị. Như vậy thì tại thời điểm này thì là thao tác đọc trên Y của giao tác T3. Sau đó tới thao tác đọc trên đơn vị dữ liệu Z của giao tác T3. Sau đó tới thao tác đọc trên đơn vị dữ liệu X của giao tác T1. Một cách tương tự,
về cho tới bây giờ tôi đã vẽ xong cái lịch biểu theo cái sự phân bố công việc của ba thao tác T1, T2 và T3. Như vậy thì nhìn vô đây, ta hãy vận dụng cái lý thuyết ở cái slide số 40 các anh chị. Ta nói rằng với một cái lịch biểu cho trước, ta hãy vẽ đồ thị ưu tiên đối với cái lịch biểu này, và nếu đồ thị mà không có chu trình thì ta hoàn toàn có thể tìm ra một cái lịch biểu tuần tự tương đương với lịch biểu đã cho. Như vậy thì theo cái lý thuyết ở slide số 40, tôi thấy rằng là thực sự có ba cái giao tác ở đây. Như vậy thì sẽ có ba nốt, nốt 1 ứng với T1, nốt 2 ứng với T2 và nốt 3 ứng với T3. Ngoài ra trong trong cái lý thuyết này yêu cầu rằng là khi nếu tìm thấy một cái cặp thao tác giữa hai giao tác mà sao cho chúng xung đột nhau thì ta nói rằng giao tác này phải ưu tiên hơn giao tác kia, và khi đó sẽ xuất hiện một cung đi từ nốt này đến nốt kia. Như vậy thì tôi sẽ lần lượt tôi xét, tôi thấy rằng là đầu tiên tôi xét thao tác đọc trên đơn vị dữ liệu Z của T2. Tôi xét từ trên xuống dưới ở những giao tác khác, đó là T1 và T3, xem có cái thao tác nào mà xung đột với thao tác đọc trên đơn vị dữ liệu Z này hay không. Thì nói rằng là ta biết rằng là chỉ có thao tác ghi mới là xung đột với thao tác đọc, phải không các bạn? Như vậy thì tôi tìm xem có cái thao tác ghi nào của T1 hoặc là T3 sau cái thao tác thứ nhất này mà cùng trên đơn vị dữ liệu Z hay không. Thì các bạn thấy rằng là ở đây ta thấy là có thao tác là ghi, à xin lỗi, ghi của giao tác T3 trên đơn vị dữ liệu Z, nên tôi nói rằng là vì T2 có chứa thao tác đọc trên đơn vị dữ liệu Z, sau đó T3 thực hiện thao tác ghi trên đơn vị dữ liệu Z, và hai thao tác này là không không tương thích với nhau hay là không khả hoán vị, nên lúc bấy giờ tôi nói rằng T2 ưu tiên hơn T3 và sẽ xuất hiện một cung đi từ 2 tới 3. Vậy một cách tương tự, vậy thì chúng ta hãy xét xem tiếp theo. Như vậy thì với cái thao tác đầu tiên này, tôi chỉ thấy một cặp cái thao tác, đó là 1 với 9 tạo ra một cái cung đi từ 2 tới 3 mà thôi. Tôi xét tiếp theo tới cái lệnh thứ hai, đó là thao tác đọc trên đơn vị dữ liệu Y. Như vậy thì tôi xét xem với những cái giao tác khác coi có giao tác nào có chứa thao tác ghi trên đơn vị dữ liệu Y để xung đột với thao tác này hay không. Như vậy thì các anh chị thấy rằng là vừa có T1 chứa cái thao tác ghi trên đơn vị dữ liệu Y, mà vừa có T3 có thao tác ghi trên đơn vị dữ liệu Y, phải không các bạn? Như vậy thì ở đây tôi sẽ nói rằng là có cung đi từ 2 tới 1 và từ 2 tới 3. Và từ 2 tới 3, cung từ 2 tới 3 đã xuất hiện rồi, nên ở đây tôi không vẽ cái cung này nữa. Một cách tương tự, tôi xét tiếp, tôi thấy thao tác ghi trên Y thì có thao tác nào xung đột với nó hay không? Vậy thì tôi thấy liền rằng là có, sau đó có cái thao tác là đọc trên Y xung đột với nó, và thao tác ghi trên Y xung đột với nó. Vậy thì lúc bây giờ nói rằng là T2 cũng ưu tiên hơn T1 và T2 cũng ưu tiên hơn T3, nên sẽ xuất hiện cung đi từ 2 tới 1 do cặp thao tác này, và từ 2 tới 3 do cặp thao tác này. Vậy từ 2 tới 1 và từ 2 tới 3 đã xuất hiện cung rồi, nên tôi không vẽ nữa. Sau đó tôi xét tiếp, tức là xét từ trên xuống dưới nhé các anh chị. Như vậy tôi xét 1, 2, 3 tới thao tác thứ tư. Tôi thấy rằng là thao tác này là thao tác đọc trên Y. Tôi tìm trên hai giao tác còn lại có thao tác nào là ghi trên Y và không khả hoán, và hai thao tác này tất nhiên là không khả hoán vị. Như vậy thì tôi thấy rằng là T2 không có chứa thao tác ghi trên Y nào cả, nhưng T1 có chứa thao tác ghi trên Y. Như vậy thì lúc bấy giờ nói rằng T3 phải ưu tiên hơn T1 và phải xuất hiện cung đi từ 3 cho tới 1. Một cách tương tự,
thao tác đọc trên Z, thì sau đó không có thao tác đọc nào trên Z của các giao tác, thao tác ghi nào trên Z của các giao tác khác mà xung đột với thao tác này, nên không có xuất hiện cung ở cái câu lệnh số 5 này. Tôi sẽ tiếp ở thao tác số 6. Như vậy thì có giao tác nào thực hiện ghi trên đơn vị dữ liệu X sau đó hay không? Thì nói rằng là có, và lúc bấy giờ sẽ có cung đi từ 1 tới 2. Ta sẽ tiếp tới 7, đó là thao tác ghi trên đơn vị dữ liệu X, sau đó có ai đọc trên X để mà xung đột với thao tác số 7 này hay không? Thì nói rằng là đọc trên X hoặc là ghi trên X để xung đột với thao tác số 7 này hay không? Thì nói rằng có. Và lúc bấy giờ thì sẽ xuất hiện cung đi từ từ 1 tới 2. Cung đi từ 1 tới 2 đã có rồi nên tôi không vẽ nữa. Một cách tương tự. Vậy thì sẽ có cung đi từ 3 tới 1 phải không các bạn? Như vậy thì từ 3 tới 1, 3 tới 1 đã có cung rồi, tôi không vẽ lại. Ở thao tác chính này tôi không tìm thấy một cái câu lệnh nào xung đột với cái thao tác nào xung đột với thao tác là ghi trên đơn vị dữ liệu Z cả. Tại thao tác số 10 không có thao tác nào ở các giao tác khác xung đột với cái thao tác đọc trên X này. Sau đó thao tác số 11 cũng không có, thao tác số 12 và thao tác số 13 nhưng cũng không có. Như vậy thì cho tới bây giờ đồ thị ưu tiên của chúng ta là cái hình vẽ trên bảng này. Vậy thì ta nhìn vô đây, ta xác định xem rằng là lịch biểu này, cái đồ thị này có chu trình hay không, và nếu có thì ta kết luận rằng là không có tìm thấy một cái lịch biểu tuần tự nào tương đương xung đột với cái lịch biểu đã cho, nên cái lịch biểu đã cho là không khả tuần tự xung đột, và ta không có thể kết luận rằng nếu nó không khả tuần tự xung đột thì nó không khả tuần tự. Ta chỉ có thể nói rằng là lịch biểu, ta không tìm thấy một cái lịch biểu nào là tuần tự tương đương với lịch biểu đã cho, nên lịch biểu đã cho là không khả tuần tự xung đột. Vậy thì ta nhìn thấy trên trên cái đồ thị này, ta thấy rằng là có cung đi từ 1 tới 2 và tạo thành một cái chu trình như thế này giữa hai cung 1 và 2. Thực ra một cung mang cái một cái ý nghĩa như thế này nè các anh chị, đó là khi ta vẽ một cung đi từ 1 tới 2 mang một cái ý nghĩa rằng trong cái đồ thị tuần tự tương đương với cái lịch biểu đã cho, xin lỗi, trong một cái lịch biểu tuần tự tương đương với cái lịch biểu đã cho thì giao tác T1 phải ưu tiên hơn giao tác T2. Có cung đi từ 2 tới 1 mang một cái ý nghĩa rằng là trong một cái lịch biểu tuần tự tương đương với lịch biểu đã cho phải thì giao tác T2 phải ưu tiên hơn giao tác T1. Như vậy thì ta đang vẽ mối quan hệ giữa ba giao tác với nhau, xem giao tác nào ưu tiên hơn giao tác nào trong một cái lịch biểu S phẩy tuần tự nếu có tương đương với lịch biểu S đã cho. S phẩy thỏa nhiều điều kiện quá ở trên cái lịch biểu, trên cái đồ thị này thể hiện các ràng buộc đối với S phẩy, nhưng S phẩy không thể thỏa mãn hai cái ràng buộc một cách đồng thời, đó là T1 vừa ưu tiên hơn T2 và T2 phải ưu tiên hơn T1. Trong bản thân một cái lịch biểu S phẩy thì không thể thỏa mãn hai cái điều kiện mà đối ngược với nhau như vậy, cho nên rằng là ta kết luận rằng là không tồn tại cái lịch biểu S phẩy là tuần tự tương đương với lịch biểu đã cho, nên ta kết luận là lịch biểu đã cho không khả tuần tự xung đột, không khả tuần tự xung đột. Nên ta không tìm thấy một lịch biểu tuần tự nào tương đương với cái lịch biểu đã cho này. Vậy thì đó là một dạng bài tập cho một cái lịch biểu, và ta hãy xác định xem lịch biểu có khả tuần tự hay không. Vậy thì một cách tương tự, các anh chị hãy vận dụng cái lý thuyết ở slide số 79. Các anh chị hãy làm cái dạng bài tập rằng là trong một cái lịch biểu mà đã chèn thao tác đọc và ghi rồi, như vậy thì ta xác định tính khả tuần tự của lịch biểu đó như thế nào. Thì trong cái slide tôi có cho ví dụ, các anh chị hãy làm bài tập một cách rất là tương tự đối với cái bài tập mà tôi
vừa trình bày trên bảng như thế này. Vậy thì tôi vừa trình bày xong một cái dạng bài tập đầu tiên trong chương số 2 này, đó là cho một lịch biểu yêu cầu chúng ta hãy xác định xem rằng là lịch biểu có khả tuần tự hay không. Tôi ra sang một cái dạng bài tập số 2, đó là cho một lịch biểu gồm thao tác đọc và ghi, và yêu cầu của chúng ta rằng là hãy sử dụng một số phương thức khóa nào đó cho trước và cho biết cái quá trình thực hiện của lịch biểu. Như vậy thì tôi sẽ ghi cái dạng bài tập này lên bảng để chúng ta cùng làm việc. Thì với cái dạng bài tập này thì các anh chị lưu ý rằng là chúng ta vẫn đang làm những cái bài tập liên quan tới các kỹ thuật điều khiển đồng thời, và ta đang làm việc với kỹ thuật điều khiển dùng đồng thời dùng phương thức khóa. Vậy thì với cái dạng bài tập này, cho một cái lịch biểu S gồm thao tác đọc và ghi, đó là cái lịch, đó là các giao tác mà người dùng gửi tới hệ quản trị đó các anh chị. Như vậy thì hệ quản trị, hay là cụ thể hơn bộ lập lịch, sẽ tiếp nhận tất cả các giao tác và định ra một cái lịch biểu S, trong đó cho biết thứ tự thực hiện của các thao tác trong giao tác, và cho biết rằng là hệ quản trị đang dùng các phương thức khóa gì, yêu cầu chúng ta rằng là hãy thực hiện cái vai trò giống như là một bộ lập lịch, và hãy xác định xem rằng là với những cái phương thức khóa được cung cấp thì cái lịch biểu S này được thực hiện như thế nào. Thì đó là cái dạng bài tập thứ hai, và khi các anh chị làm cái bài tập này, các anh chị cũng sẽ hiểu hiểu rằng là với một cái tập các phương thức khóa đã cho thì cái quá trình làm việc của hệ quản trị như thế nào, và với cái kiến thức đó thì các anh chị sẽ góp phần cho các anh chị thực hiện điều khiển đồng thời trong những cái ứng dụng thực tế, trở nên là dễ dàng hơn, và các anh chị hiểu vấn đề một cách sâu sắc hơn. Vậy thì giả sử như tôi dùng một cái bài tập trong trong bài tập mà tôi cho các anh chị. Lịch biểu của chúng ta là như sau. Cái yêu cầu đầu tiên đó là cung cấp cho chúng ta cái phương thức khóa. Yêu cầu đầu tiên tôi ghi là Y1. Hệ quản trị hiện thời đang sử dụng cái phương thức khóa đó là S-Log và X-Log. Và cái nguyên tắc khóa đó là sẽ thực hiện S-Log trước thao tác đọc và sẽ thực hiện X-Log trước thao tác ghi hoặc là đọc rồi sau đó lại ghi.
Các anh chị lưu ý rằng là nguyên tắc khóa của chúng ta đó là hãy thực hiện khóa đọc trước thao tác đọc, hoặc là hãy thực hiện thao tác khóa ghi trước thao tác ghi, hoặc là các thao tác đọc rồi sau đó lại ghi. Như vậy thì đó là cái nguyên tắc khóa. Và sau đó tất nhiên phải thực hiện là unlock ở cuối cùng. Vậy với cái lịch biểu đã cho và với cái phương thức khóa, cái cách sử dụng phương thức khóa được cung cấp, vậy thì ta hãy xem cái lịch biểu S này được thực hiện như thế nào. Vậy thì tôi sẽ thực hiện công việc như sau. Tôi nhìn vô lịch biểu này, tôi biết rằng là có 3 giao tác. Giao tác T1, T2, T3. T1, đầu tiên tôi hãy định nghĩa xem T1 gồm có những thao tác gì. Tất nhiên những cái gì mà liên quan tới cái chỉ số 1 đó là đọc A, rồi sau đó ghi A. T2 liên quan tới, T2 là một giao tác liên quan tới các thao tác đọc trên B, đọc trên C. Ghi trên B. Và T3 sẽ liên quan tới các thao tác sau. Tôi thiếu một thao tác ở đây nha các anh chị. Ở đây là R1, đọc trên A, đọc trên B. Rồi sau đó hiện ghi trên A ở đây. Vậy thì các anh chị nhìn lên bảng, các anh chị thấy rằng là từ cái lịch biểu này tôi biết được rằng là mỗi giao tác gồm có những thao tác gì. Bây giờ có phải rằng là công việc của bộ lập lịch đó là hãy chèn vào từng giao tác những cái phương thức khóa tương ứng phải không các anh chị? Vậy thì nói rằng là hãy thực hiện khóa đọc trước khi đọc, hãy thực hiện khóa ghi trước khi ghi, và đối với những cái giao tác mà đọc trước rồi sau đó ghi thì hãy thực hiện khóa ghi rồi sau đó thì anh lóc. Như vậy thì ở đây các anh chị hãy xem rằng là cái phương thức khóa chúng ta khi insert vào ba cái giao tác này đó là cái gì, thì các anh chị thấy rằng là T1 đọc trên A, đọc trên B và ghi trên A. Vậy thì tôi phải ghi rằng là T1 trước khi đọc trên A thì T1 phải tôi ghi cho T1 đọc trên A, đọc trên B và ghi trên A. Vậy thì khi mà chèn phương thức lock vào, tôi nhận thấy một điều như thế này. Vì T1 đầu tiên là đọc trên A, sau đó ghi trên A, nên theo yêu cầu của phương thức khóa đối với những giao tác là đọc trên một đơn vị dữ liệu và sau đó ghi trên cùng một cái đơn vị dữ liệu đó, thì ta hãy làm một cái công việc rằng là hãy thực hiện khóa độc quyền trên cái đơn vị dữ liệu mà đọc rồi sau đó ghi. Và hiện ngay đầu tiên thay vì chỗ này, nếu mà T1 không thực hiện ghi sau đó thì trên đây tôi chỉ thực hiện khóa đọc trên đơn vị dữ liệu A là đủ. Tuy nhiên trong cái giao tác này T1 đọc trên A rồi sau đó ghi trên A, nên đầu tiên tôi sẽ thực hiện cái phương thức là xlog trên đơn vị dữ liệu A. T1 thực hiện đọc trên B, tôi thực hiện là xlog trên đơn vị dữ liệu B. Như vậy thì các anh chị hãy thấy rằng là vì sao T1 thực hiện xlog trên A? Vì các anh chị biết rằng là nếu đầu tiên mà thực hiện vì vì sau đó T1 ghi trên A nên là T1 phải thực hiện xlog trên A trước đó. Vì các anh chị thấy rằng là
Khi thực hiện ghi trên đơn vị dữ liệu A tại đây thì là lúc bây giờ T1 đã hoàn toàn có thể thực hiện ghi được. Vậy thì cuối cùng nó sẽ chỉ là thao tác unlock trên A và thao tác unlock trên đơn vị dữ liệu B. Một cách tương tự, ta sẽ T2 thực hiện đọc trên B và ghi trên B sau đó. Nên T2 phải thực hiện thao tác là xlog. Xlog trên đơn vị dữ liệu B trước tiên. Khi thực hiện đọc trên C thì chỉ cần thao tác là slot trên đơn vị dữ liệu C mà thôi. Vậy cho tới bây giờ, tại thời điểm này thì khi T2 có yêu cầu ghi trên đơn vị dữ liệu B thì vì T2 đã thực hiện slot trên B rồi nên có thể thực hiện ghi trên B được. Vậy thì cuối cùng ta chỉ cần thao tác là unlock trên B và unlock trên C. Một cách tương tự, tại đây T3 phải làm công việc như sau: xlog trên C và xlog trên D, sau đó thực hiện unlock trên C và unlock trên D. Như vậy thì tới bước này ta đã thực hiện được một cái điều rằng là hệ quản trị thực hiện một cái lịch biểu thì phải phân tích xem rằng là mỗi một cái giao tác trong lịch biểu đó gồm những thao tác gì và cái phương thức khóa của hệ quản trị đang dùng đó là phương thức khóa nào. Vậy thì cho tới bây giờ ta đã xác định được lịch biểu này liên quan tới ba giao tác T1, T2, T3 và ta đã xen vào, đã chèn vào các phương thức khóa trước các thao tác đọc ghi trên các đơn vị dữ liệu những cái phương thức khóa phù hợp với cái phương thức khóa mà hệ quản trị cơ sở dữ liệu đang dùng. Vậy thì công việc tiếp theo đó là hỏi xem cái quá trình thực hiện của lịch biểu như thế này đó là thực hiện như thế nào. Thì tôi sẽ đánh dấu cho các anh chị thấy. Quá trình của thực hiện của lịch biểu là như sau, các anh chị hãy nhìn vào lịch biểu S, chúng ta sẽ thấy như thế này rằng đầu tiên đó là cái thao tác đọc trên đơn vị dữ liệu A của giao tác T1. Thao tác đọc trên đơn vị dữ liệu A của giao tác T1 sẽ tương đương với thao tác thứ nhất là 1, sau đó 2, phải không các anh chị? Thao tác 1, 2. Vì muốn đọc được A thì T1 phải thực hiện là hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hay nó cụ thể hơn đó là bộ lập lịch phải thực hiện khóa đọc trên đơn vị dữ liệu A. Tuy nhiên vì T1 sau đó ghi trên A nên phải là thực hiện khóa ghi trên A để cho phục vụ cho việc đọc và ghi. Như vậy thì ta nhìn thấy rằng là trên lịch biểu này đầu tiên là thao tác đọc trên đơn vị dữ liệu A của T1 phải được thực hiện. Nên tôi ghi rằng là 1, 2 được thực hiện. Sau đó tới thao tác đọc trên đơn vị dữ liệu B của T2. Nên tôi ghi rằng là 8, 9. Thấy rằng là không có vấn đề gì cả bởi vì hai đơn vị dữ liệu A và B là không có xung đột với nhau. Vậy thì tôi ghi như thế này để cho anh chị thấy một cách rõ ràng hơn. Xlog trên A. Sau đó công việc tiếp theo đó là xlog trên B và xlog trên B và đọc B. Sau đó trên lịch biểu ta thấy rằng là thao tác là đọc trên đơn vị dữ liệu C của giao tác T3 thì lúc bấy giờ đó là câu lệnh số 15, đó là xlog trên C và R3C. Tiếp theo tới R1 thực hiện đọc trên đơn vị dữ liệu B. Như vậy thì T1 phải làm công việc là thực hiện khóa đọc trên B và sau đó đọc B. Vậy thì cho tới bây giờ đó là việc thực hiện của câu lệnh số 3, đó là slot trên B.
Nhưng chúng ta hãy xem rằng là cái đơn vị dữ liệu B thì T1 thực hiện T1 yêu cầu cái khóa chia sẻ trên đơn vị dữ liệu B lúc bấy giờ có được đáp ứng hay không, thì nói rằng là vì đơn vị dữ liệu B đang bị T2 giữ khóa nên T1 không thể thực hiện yêu cầu slot trên B, vì khóa mà T2 đang giữ trên B đó là khóa độc quyền. Như vậy thì lúc bấy giờ ta phải chỉ định rằng là cho tới bây giờ thì lịch biểu không có thể tiếp tục được tại cái thời điểm này, mà hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải chờ. Vậy thì chờ cho tới khi nào? Nếu mà hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải chờ xong rồi có thể tiếp tục được hay không? Nếu mà trên B đã bị chờ rồi thì công việc trên đọc trên đơn vị dữ liệu C có được tiếp tục hay không? Thì nói rằng là bây giờ thì trên đơn vị dữ liệu C ai đã giữ khóa? Nếu trên đơn vị dữ liệu C đơn vị dữ liệu C mà được đáp ứng yêu cầu cho T2 thì ta phải thực hiện tiếp cái công việc là slot trên C và đọc C, phải không các bạn? Như vậy thì ta thấy rằng là slot trên C không được đáp ứng cho T2 bởi vì T3 đang giữ khóa độc quyền trên đơn vị dữ liệu C nên T2 tiếp tục chờ. Như vậy thì lúc bấy giờ thì ai sẽ thực hiện công việc tiếp theo, nên T3 có thể thực hiện tiếp công việc được hay không? Thì nói rằng là trên đơn vị dữ liệu C thì T2 phải chờ tới thao tác đọc trên đơn vị dữ liệu B xem đọc trên đơn vị dữ liệu D thì lúc bấy giờ thao tác số 17, 18 này được thực hiện. Ta thấy rằng là slot trên D có thể đáp ứng được cho yêu cầu lock này của T3 bởi vì trên đơn vị dữ liệu D chưa có giao tác nào hiện lock trên đơn vị dữ liệu đó cả. Nên T3 có thể thực hiện là slot trên D, sau đó đọc trên D. Đọc trên D. Như vậy thì cho tới bây giờ hỏi rằng khi nào thì T1 mới thực hiện tiếp được? Nói rằng khi nào mà đơn vị dữ liệu B được giữ bởi T2, được nhả khóa ra bởi T2 thì lúc bấy giờ T1 mới có thể tiếp tục được. Còn T2 khi nào mới tiếp tục được? Khi nào T3 nhả khóa độc quyền trên đơn vị dữ liệu C thì T3 mới có thể tiếp tục được. Như vậy thì cho tới bây giờ T3 thực hiện cái công việc đó là đọc D, sau đó thực hiện ghi trên đơn vị dữ liệu C 19, đó là ghi trên C, thực hiện luôn bởi vì lúc bấy giờ khi nào mà T3 nhả lock ra trên đơn vị dữ liệu C thì lúc bấy giờ T2 mới có thể tiếp tục, và khi nào T2 unlock rồi thì T1 mới có thể là tiếp tục. Vậy thì ta cho T3 thực hiện luôn đó là unlock. Unlock trên C, unlock trên D. Xong lúc bấy giờ mới là tới phiên của 10. 10 làm cái công việc đó là slot trên C. Sau đó mới tới công việc của 10 đó là slot trên C và làm cái công việc đó là đọc trên C. Sau đó thực hiện rang trên B. Sau đó unlock B và unlock C. Bây giờ thì T1 mới có thể thực hiện được công việc của T1 đó là slot trên B bởi vì đơn vị dữ liệu B đã T2 đã nhả khóa ra rồi. VS1 đã có thể slot trên B và thực hiện tiếp cái công việc đó là read trên B. Sau đó thực hiện write trên A, rồi sau đó unlock A, unlock B, vân vân. Vậy thì ta nhìn vô đây, mặc dù cái lịch biểu đã cho là như vậy, tuy nhiên rằng là khi sử dụng các phương thức khóa thì cái quá trình thực hiện của lịch biểu không phải là theo cái thứ tự như thế này, mà sẽ có cái giai đoạn T1 hoặc T2 chờ cho đến khi T3 thực hiện xong công việc rồi thì cái mới tới công việc của T1, T2. Như vậy thì tôi vừa giải quyết cho các bạn cái dạng bài tập đó là ta cho một cái lịch biểu cho trước gồm có thao tác đọc và ghi, gồm các thao tác đọc và ghi của các giao tác, cho biết rằng là sử dụng cái phương thức khóa nào và yêu cầu chúng ta hãy cho biết cái quá trình thực hiện của lịch biểu. Như vậy thì
Tôi đã chỉ ra được rằng là lịch biểu nếu thực hiện theo cái thứ tự như thế này thì là T1 đến một cái bước nào đó phải chờ chờ cho tới khi mà T3 thực hiện xong công việc, rồi đến phiên T2 thực hiện xong công việc, T2 cũng phải trải qua một cái giai đoạn chờ cho tới khi nào mà T3 nhả tất cả các khóa ra mới đến lượt T2 thực hiện xong tất cả các công việc và nhả tất cả các khóa ra rồi mới đến T1 thực hiện. Vậy thì ta thấy rằng là cái lịch biểu đã cho thì mặc dù là một giao tác có các giao tác chờ đó là T1 và T2 phải chờ, nhưng lịch biểu đã cho là khá tuần tự và nó tương đương với cái lịch biểu đó là T3 trước rồi đến T2 rồi đến T1. Thì ta thấy cái quá trình thực hiện của lịch biểu là tương đương và khá tuần tự, lịch biểu đã cho là khá tuần tự và tương đương với cái lịch biểu tuần tự là T3 rồi đến T2 rồi đến T1. Vậy thì giả sử rằng là đây là cái một cái phương thức khóa đó là ta dùng S lock và X lock, và đối với các giao tác mà đọc trước rồi sau đó ghi thì ta hãy thực hiện X lock trên đơn vị dữ liệu mà để phục vụ cho các giao tác đọc trên đơn vị dữ liệu đó trước rồi sau đó ghi. Vậy thì giả sử như ta thay đổi cái phương thức khóa thì cái quá trình làm việc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu như thế nào thì các bạn hãy nhìn vô đây. Bây giờ giả sử thay đổi phương thức khóa nha các bạn. Ở đây tôi không có dùng là đọc. Tôi không dùng phương thức khóa mà đọc đối với các giao tác đọc trên đơn vị dữ liệu và sau đó ghi thì dùng khóa đọc quyền trên đơn vị dữ liệu đó. Tôi không dùng phương thức khóa đó nữa mà tôi thay đổi cái cách quản lý khóa của hệ quản trị, đó cũng là một cái phương thức khóa, đó là khóa tăng cấp. Thử xem rồi với cái phương thức khóa tăng cấp thì có cái vấn đề gì khác hay không nhé các anh chị. Vậy thì vẫn dùng là thao tác, vẫn dùng hai cái phương thức khóa là khóa đọc và khóa ghi, và tất nhiên thì có cái thao tác unlock để mà nhả khóa ra. Tuy nhiên ta dùng phương thức khóa tăng cấp có nghĩa rằng là khi đọc á thì chỉ thực hiện phương thức là read lock mà thôi, khi ghi á thì thực hiện phương thức là write lock. Vậy thì đối với các đơn vị dữ liệu mà một giao tác đọc trên đơn vị dữ liệu đó sau đó lại ghi lại trên cùng một đơn vị dữ liệu trong nội bộ một giao tác thì đầu tiên hãy thực hiện khóa đọc cho tới khi nào mà giao tác đó có nhu cầu ghi thì mới chuyển sang khóa ghi. Thì phương thức khóa đó người ta gọi là khóa tăng cấp, phải không các chị, như trong lý thuyết ta đã học. Vậy thì tôi vận dụng cái phương thức khóa tăng cấp đó ở đây các anh chị xem, và các anh chị hãy so sánh. Ở đây tôi không có không gian để tôi viết lại là hai phương thức khóa cho các anh chị tiện so sánh, mà ở đây thì tôi chỉ có thể là trình bày một cái phương thức thôi, còn các anh chị hãy hãy nhìn và so sánh nhé. Vậy thì lúc bấy giờ tôi sẽ không, phương thức khóa sẽ thay đổi phải không các anh chị. Như vậy thì đối với giao tác T1, tôi không có thực hiện X lock ngay đầu tiên mà tôi thực hiện S lock trên đơn vị dữ liệu A cho tới mà khi nào mà T1 thực hiện write lock, khi nào mà T1 thực hiện ghi trên A đó tôi mới chuyển sang cái yêu cầu đó là X lock trên A. Tôi sẽ làm như sau, thay vì chỗ này là X lock trên A tôi ghi là R lock, xin lỗi, tôi ghi là S lock trên A. S lock trên A đọc A, S lock trên B đọc B. Lúc bấy giờ nó mới là X lock trên A, rồi ghi A và unlock A, unlock B. Như vậy thì với cái phương thức khóa thay đổi đó là vẫn dùng S lock và X lock nhưng cho phép khóa tăng cấp, có nghĩa rằng là với các giao tác đọc trên một đơn vị dữ liệu A rồi sau đó ghi trên cùng đơn vị dữ liệu A thì đầu tiên hãy thực hiện khóa đọc trên A đi, cho tới khi nào mà có nhu cầu ghi trên A thì hãy chuyển cái khóa đọc đó sang là khóa ghi, thì cái lịch biểu nó sẽ là như sau. Như vậy thì T2 đầu tiên không có thực hiện X lock trên B mà thực hiện S lock trên B. Khi nào có nhu cầu ghi trên B nó thì nó phải phải chuyển sang là X lock trên B, phải không? Một cách tương tự S lock trên C. S lock trên C. Đây là X lock trên C, phải không các bạn? Vậy thì tôi bôi cái này đi cho các anh chị đỡ rối và ta sẽ làm việc như sau.
ta sẽ làm việc như sau. Vậy thì cái lịch biểu của chúng ta sẽ là như thế nào? Các anh chị, tôi sẽ bôi mà các anh chị sẽ nhớ rằng là với cái trường hợp mà đầu tiên á thì T1 và T2 chờ nha. Cho tới khi nào mà T3 thực hiện xong á thì ta mới cho phép T2 thực hiện, T2 nhả khóa khóa ghi trên B rồi mới tới là T1 thực hiện. Như vậy thì nếu mà ta thực hiện theo cái phương thức lock như thế này, cái kiểu cái cách thức lock như thế này thì có vấn đề gì khác so với cái lịch biểu đầu tiên hay không? Về nói về cái quá trình thực hiện của lịch biểu. Các anh chị thấy rằng là đầu tiên vẫn là T1 thực hiện phải không? T1 thực hiện đọc trên A thì đó sẽ là S lock A. Sau đó R1 A, tôi tiết kiệm không gian tôi viết như thế này nha các anh chị. T1 đọc trên A, sau đó T2 đọc trên B. Hai đọc trên B tôi ghi như thế này. S lock B. Lưu ý với các anh chị một điều rằng là ở đây về lịch biểu đã cho trước, có nghĩa rằng là ta biết đến tại cái thời điểm nào theo trục thời gian thì là đến phiên ai thực hiện. Vậy thì ta vẫn theo như cái bài tập trước lẫn bài tập này, tôi vẫn luôn luôn bám theo cái thứ tự thực hiện mà của cái lịch biểu cho trước này. Đầu tiên tôi vẫn tuân theo đúng cái nguyên tắc đó là cho T1 thực hiện trước. T1 thực hiện công việc đọc thì phải đi kèm theo là S lock A trước đó. Sau đó T2 thực hiện là S lock và read B. Đến phiên T3 thực hiện đọc trên đơn vị dữ liệu C. Vậy thì T3 làm cái công việc là S lock trên C. Sau đó read 3C. Tới đây rồi đây các anh chị. Sau đó tới cái thao tác giao tác T1 thực hiện đọc trên đơn vị dữ liệu B. Ta làm như sau. T1 đọc trên B phải không? T1 đọc trên B. Công việc số 4. T1 đọc trên B thì hãy thực hiện S lock trên B. Sau đó thực hiện R1 trên B phải không các anh chị? Tới T1 đọc trên B. T có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả. Bởi vì sao? Vì ở đây là T2 thực hiện S lock trên B. Vẫn cho phương thức S lock đó là khóa chia sẻ. Vậy thì T2 vẫn cho phép T1 thực hiện khóa chia sẻ một cách đồng thời. Vì ta biết rằng là trên cùng một đơn vị dữ liệu B thì hai giao tác mà cùng có yêu cầu là đọc khóa chia sẻ thì hệ quản trị cơ sở dữ liệu đáp ứng. Đó là theo ma trận tương thích thì hai cái phương thức khóa S lock và S lock thì tương thích với nhau phải không các anh chị? Vậy thì tôi cho tới bây giờ tôi vẫn làm đúng nguyên tắc. Các anh chị thấy rằng là T1 đọc trên B rồi, tới phiên T2 đọc trên C phải không? T2 đọc trên C. T2 đọc trên C thì T2 phải làm cái công việc đó là S lock trên C và read 2C. Tới bây giờ T2 vẫn làm việc được phải không các anh chị? Bởi vì S lock và S lock là tương thích với nhau. Tới phiên ai nữa? Tới phiên T3 đọc trên D. T3 làm gì? T3 làm cái công việc đó là đọc trên D phải không? Đọc trên D thì tương ứng với cái cặp thao tác đó là S lock trên D và thực hiện read 3D. Sau đó tới cái bước ghi của giao tác T1 trên đơn vị dữ liệu A thì vấn đề gì xảy ra đây? Vậy thì cho tới bây giờ tôi ghi số 7, tôi nói rằng T1 muốn ghi trên A phải không? T1 muốn ghi trên A thì hãy thực hiện X lock trên A và write A. Làm được điều đó được hay không? Có ai đang thực hiện giữ một cái khóa gì đó mà xung đột với X lock trên đơn vị dữ liệu A hay không? Thì nói rằng không. Nên cho T1 thực hiện X lock trên A đi và thực hiện ghi trên đơn vị dữ liệu A đi. Sau đó T2 thực hiện write lock trên B và ghi trên B. T2 đang thực hiện công việc tới đây. Write lock trên B. Vậy lúc bấy giờ cái nhu cầu mà yêu cầu write lock trên B của T2 có được đáp ứng hay không? Thì các anh chị thấy rằng là vì T1 đang khóa chia sẻ trên đơn vị dữ liệu B nên không có một cái giao tác nào được phép và
được phép đáp ứng, được hệ quản trị cơ sở dữ liệu đáp ứng theo yêu cầu là write log trên cùng đơn vị dữ liệu B cả. Nên cho tới bây giờ thì T2 phải chờ, chờ cho tới khi nào mà T1 nhả cái yêu cầu, cái khóa trên đơn vị dữ liệu B ra thì T2 mới được quyền tiếp tục. Vậy thì tới đây T3, T2 mới phải chờ. Vậy tiếp tục đi, T3 có thực hiện ghi trên đơn vị dữ liệu C được hay không? Thì các anh chị thấy rằng là T3 muốn ghi trên C thì phải làm cái công việc là xlog trên đơn vị dữ liệu C. Tuy nhiên, đơn vị dữ liệu C đang bị giữ lock bởi T2 rồi, nên T3 phải chờ. Như vậy thì chờ cho tới khi nào? Chờ cho tới khi nào mà T1 thực hiện unlock trên đơn vị dữ liệu A. Sau đó unlock trên đơn vị dữ liệu B. Lúc bấy giờ ai có thể làm việc được? Nói rằng là lúc bấy giờ T2 có thể làm việc được rồi, vì đơn vị dữ liệu B đã bị nhả lock ra bởi T1 mà T2 đang chờ T1 ở đây. Như vậy thì tới bây giờ T2 thực hiện write lock trên đơn vị dữ liệu B được, và thực hiện write trên B, write 2 trên B được không các anh chị? Vậy thì rồi tiếp theo nữa, tới phiên ai làm việc? Nếu T2 mà làm việc T2, ta thấy T2 rồi đến T3, tuy nhiên T3 cho tới bây giờ vẫn chưa có thể tiếp tục được. Như vậy thì T2 tiếp tục cho tới hết công việc của mình đi, thì T3 mới có thể là tiếp tục sau đó. Như vậy thì ta thấy rằng là cho tới bây giờ thì T2 phải làm cái công việc là unlock trên B và unlock trên C. Sau đó T3 mới làm cái công việc đó là xlog trên C, right, xlog trên C, right, right trên C. Sau đó unlock trên C và unlock trên D. Vậy tôi nhìn vô đây, tôi thấy rằng là khác với cái lịch biểu mà dùng cái cách khóa trước kia. Nếu mà khóa theo cái kiểu tăng cấp như thế này, tăng cấp theo cái nghĩa rằng là mỗi thao tác đầu tiên là đọc trên đơn vị dữ liệu A, sau đó ghi trên A, thì đầu tiên hãy khóa khóa đọc cho tới khi nào mà có nhu cầu ghi thì chuyển sang khóa ghi, tăng cấp theo kiểu như vậy đó. Thì với cái kiểu khóa tăng cấp như thế này, tôi đã vận dụng cho các anh chị thấy rằng là cái quá trình thực hiện đồng thời nó tăng lên ở chỗ nào. Các anh chị có nhớ rằng là ở cái lịch biểu trước kia thì tại cái thao tác mà xlog trên B này thì đã phải chờ cái thao tác xlog trên B này thì phải đã chờ cái giao tác T2 rồi, bởi vì lúc bấy giờ T2 đã giữ khóa độc quyền trên B, phải không các anh chị? Và tới cái giao tác này thì đã phải chờ rồi. Tuy nhiên, với cái phương thức khóa ở trong cái bối cảnh này đó là khóa đọc trước, khi nào có nhu cầu ghi thì thực hiện khóa ghi, thì lúc bấy giờ công việc này được thực hiện luôn, công việc này được thực hiện mà không phải chờ. Cho tới cái bước sau, khi nào mà chuyển sang cái giai đoạn ghi thì chuyển sang khóa độc quyền thì mới chờ. Như vậy thì ta nói rằng là với cái phương thức khóa mà tăng cấp á, thì làm tăng tính đồng thời của hệ thống nha các anh chị. Vậy thì tôi đã minh họa cho các anh chị thấy được rằng là cái việc sử dụng phương thức khóa của hệ quản trị, nếu sử dụng khóa đọc và khóa ghi, và với các giao tác mà đầu tiên đọc rồi sau đó ghi á, thì hãy khóa độc quyền trước, rồi mới khi nào ghi thì sử dụng cái khóa độc quyền đó để ghi luôn. Tôi minh họa điều đó, tôi minh họa rằng là với cái phương thức khóa vừa mô tả nó sẽ không có lợi, bởi vì thực ra một cái giao tác mà đầu tiên đọc trên một đơn vị dữ liệu rồi sau đó ghi trên đơn vị dữ liệu này nè, thì trong cái giai đoạn đọc mà chưa có nhu cầu ghi á, thì thực ra chỉ cần khóa chia sẻ trên đơn vị dữ liệu đó mà thôi, để cho những cái giao tác khác thực hiện công việc một cách đồng thời. Khi nào có nhu cầu ghi thì hãy chuyển sang ghi, lúc bấy giờ thì hệ thống sẽ xử lý công việc một cách hiệu quả hơn, và do tính có nghĩa rằng là tính đồng thời của hệ thống là tăng. Sau đây tôi sẽ minh họa cho các anh chị thấy nữa một điều rằng là ta bổ sung, ta không sử dụng updating như thế này nữa. Vì các anh chị biết rằng là updating nó có cái gây ra một cái tình trạng không mong muốn, đó là nó sinh ra tình trạng deadlock, phải không các anh chị? Bởi vì sao mà deadlock? Bởi vì như thế này,
Nói rằng là trong cái giai đoạn mà upgrading á, ví dụ như giao tác T1 ở đây, T2 ở đây, nói rằng là T1 thực hiện SLOC trên A, phải không? À, T2 thực hiện SLOC trên B. Sau đó T1 thực hiện là T2 thực hiện SLOC trên A, sau đó T1 có nhu cầu là XLOC trên A để ghi, T2 cũng có nhu cầu là XLOC trên A để ghi. Như vậy thì lúc bấy giờ T2 chờ T1, T2 chờ T1 để được quyền trên A, T1 chờ T2 để được quyền trên A, nên cái cách ra tình trạng gọi là tình trạng deadlock. Nên cái phương thức khóa mà upgrading này sẽ không có lợi ở một điều rằng là gây ra cái tình trạng deadlock như thế này. Thì nói rằng vậy thì hãy thay thế cái kiểu khóa upgrading á thành một cái phương thức khóa mà phục vụ cho những cái giao tác đặc trưng là đọc trên một đơn vị dữ liệu rồi sau đó là ghi trên cùng một đơn vị dữ liệu. Và phương thức khóa đó gọi là update lock. Và sau đây tôi sẽ trình bày cho các anh chị phương thức update lock đó. Vậy thì trên bây giờ cái phương thức khóa của chúng ta không còn đó là chỉ có slot và xlock nữa, mà ta bổ sung thêm một cái phương thức khóa đó là update lock. Và tất nhiên có thao tác unlock nha các anh chị. Vậy thì theo đúng như những gì mà các anh chị học ở phần lý thuyết, update lock sẽ được dùng trong trường hợp một thao tác đọc trên một đơn vị dữ liệu rồi sau đó ghi trên cùng đơn vị dữ liệu. Vậy thì bây giờ tôi sẽ vận dụng ba cái phương thức khóa này một cách phù hợp trong cái lịch biểu đã cho này. Các anh chị tôi sẽ bôi qua và các anh chị hãy xem lại từng cái vấn đề và phương thức khóa sử dụng là cái gì, cái cách khóa là như thế nào, và nhận xét rằng là với mỗi một cái cách khóa như vậy thì cái ưu điểm là gì, khuyết điểm là gì nhé các anh chị. Vậy thì cho tới bây giờ tôi sẽ bôi hết những cái gì mà liên quan tới những cái phương thức khóa cũ, bởi vì là chúng ta đã bổ sung thêm một cái phương thức khóa mới rồi. Vậy thì ta xem T1, T2, T3 như thế này. Nói rằng là các anh chị hãy nhìn vô cái bài tập mà tôi đã gửi. Các anh chị xem rằng là tôi sẽ căn cứ vô một trong tôi dùng một cái lịch biểu trong nhà hàng loạt những cái lịch biểu trong một số cái lịch biểu mà tôi cung cấp. Vậy thì tôi dùng cái lịch biểu đó để tôi minh họa suốt các phương thức khóa, đó là cái lịch biểu mà tôi ghi trên bảng các anh chị xem. Vậy thì bây giờ nói rằng là cái phương thức khóa đó là như sau: đặt khóa chia sẻ trước mỗi giao tác đọc, không có tăng cấp; đặt update lock trước mỗi thao tác đặt đọc có tăng cấp; và đặt khóa độc quyền trước mỗi thao tác ghi. Có nghĩa là như thế này, có nghĩa rằng là ví dụ như T1 đầu tiên thực hiện đọc trên đơn vị dữ liệu A, phải không? Sau đó T1 thực hiện ghi trên đơn vị dữ liệu A, phải không? Vậy thì cái phương thức update lock đó là sẽ được dùng như sau, đó là đối với những đơn vị dữ liệu mà chỉ có thao tác đọc trên đó thôi á, ví dụ như là thao tác đọc trên B của T1 thì hãy thực hiện khóa đọc trước khi đọc. Đối với cái đơn vị dữ liệu mà A của T1, T1 đọc A rồi sau đó T1 ghi A, thì đầu tiên hãy thực hiện update lock trên đơn vị dữ liệu A. Rồi sau đó thì khi nào mà có nhu cầu ghi thực sự trên đơn vị dữ liệu A thì hãy tăng cái phương thức lock đó lên, đó là xlock. Vậy thì tôi viết lại từng giao tác là như sau.
Đối với giao tác T1 tôi viết như sau, vì tôi nhận thấy rằng là trên đơn vị dữ liệu A thì T1 đọc trên A trước và sau đó T1 lại ghi trên A. Nên đầu tiên tôi thực hiện phương thức khóa là update log trên đơn vị dữ liệu A. Khi nào mà tôi có nhu cầu ghi á thì tôi mới thực hiện xlog trên A trước khi mà tôi ghi, sau đó thực hiện unlock. Một cách tương tự đối với T2, T2 đầu tiên viết trên B phải không? Viết trên B, sau đó write trên B. Vậy thì tôi sẽ thực hiện công việc như sau. Update log trên B, sau đó read 2B, slot trên C, read 2C. Một cách tương tự đối với T3, tôi thực hiện công việc như sau. T3 thì là đọc trên đơn vị dữ liệu C, rồi sau đó ghi trên C, tôi sẽ làm như sau. Update log trên C, read 3C. Cho tới bây giờ ta đã xen vào cái công việc của từng giao tác những cái phương thức khóa phù hợp với cái phương thức khóa mà hệ quản trị cơ sở dữ liệu đang dùng, đó là update log, slog và xlog. Trong đối với các giao tác mà đọc trên một đơn vị dữ liệu A sau đó ghi trên A thì đầu tiên hãy thực hiện update log trên đơn vị dữ liệu A trước. Khi nào có nhu cầu ghi trên đơn vị dữ liệu A thì mới rằng là thực hiện khóa xlog. Vậy thì cái quá trình thực hiện của lịch biểu sẽ là như sau. Các chị hãy xem, tôi vẫn là căn cứ vô cái thứ tự thực hiện của lịch biểu S ban đầu. Đây là T1, T2, T3. Và các chị hãy quan sát xem rằng là với cái kiểu khóa như thế này thì cái tính đồng thời của cái việc thực hiện cái lịch biểu này là như thế nào nha các anh chị. Như vậy thì các anh chị thấy rằng là đầu tiên T1 thực hiện đọc trên A phải không? T1 thực hiện đọc trên A thì phải làm cái công việc là update log trên A. Sau đó read 1 trên A. Sau đó tới phiên T2 thực hiện đọc trên B. Theo thứ tự nha các anh chị. T2 thực hiện đọc trên đơn vị dữ liệu B có nghĩa rằng T2 thực hiện là update log trên B. Ở đây để cho đã không có nhầm lẫn, tôi ghi là anh lock A và anh lock B. Đây các chị thấy rằng là tới phiên T2, đầu tiên T1 đọc A, T2 đọc trên B thì sẽ là như sau. Tới phiên T3 đọc trên đơn vị dữ liệu C, tôi sẽ làm như sau. T3 đọc trên C phải làm công việc là thực hiện update log trên C AR3C. Sau đó tới T1 thực hiện đọc trên đơn vị dữ liệu B. T1 đọc trên đơn vị dữ liệu B. Vậy công việc số 4 đó là slog trên B và read 1 trên B. Lưu ý ở đây rằng là các anh chị hãy nhìn vô cái chương số 2 lý thuyết ở cái phần ma trận tương thích. Ma trận tương thích giữa cái phương thức update log và sau khi ta đã bổ sung thêm update log thì cái phương thức nó sẽ như thế nào? Thì nói rằng là khi một giao tác T2 đã giữ update log thì có cho phép một cái giao tác khác khi trên một đơn vị dữ liệu B một giao tác đã giữ phương thức khóa là update log thì có cho phép cái giao tác khác thực hiện cái phương thức slog trên B hay không nha các anh chị. Như vậy thì các anh chị
nhìn vô ma trận tương thích xem rằng là có hay không, thì nói rằng là T2 đang giữ up deadlock trên B thì không cho phép một cái thao tác nào khác thực hiện là khóa chia sẻ trên B sau đó, vì nếu cho phép thì T2 sẽ không có cơ hội để mà chuyển sang cái khóa độc quyền sau đó. Như vậy thì lúc bấy giờ tại đây thì T1 phải chờ mới có thể rằng là đọc được trên đơn vị dữ liệu B nha các anh chị. Vậy thì sau đó tới đây T1 phải chờ, vậy công việc tiếp theo đó là đọc trên T2 phải không? T2 đọc trên đơn vị dữ liệu C phải không? Vậy T2 có làm được điều đó hay không? Các chị thấy rằng là tại bước số 5, tại cái thời điểm số 5 trong cái quá trình làm việc của lịch biểu thì nói rằng là T2 có nhu cầu đọc trên đơn vị dữ liệu C. T2 phải làm công việc gì? Phải thực hiện sloc trên C. Hỏi cái yêu cầu sloc trên C tại cái thời điểm này của T2 có được đáp ứng hay không? Thì nói rằng một cách tương tự, nói rằng vì trên đơn vị dữ liệu C T3 đang giữ phương thức update lock nên không thể cung cấp cái phương thức khóa chia sẻ trên C vào lúc này được, nên T2 phải chờ. Phải làm công việc gì tiếp theo? T3 đọc trên đơn vị dữ liệu D có làm được hay sao hay không? Để đọc trên D thì phải làm công việc này, đó là T3 thực hiện sloc trên D. Sau đó R3 D. Không có vấn đề gì cả. Vậy thì hỏi cho tới khi nào thì T1 có thể tiếp tục và cho tới khi nào T2 có thể tiếp tục. Khi nào mà T2 làm xong á thì T1 mới có thể tiếp tục. Khi nào mà T3 làm xong thì T2 mới có thể tiếp tục. Vậy cho tới bây giờ T1 và T2 không thể tiếp tục được nữa và phải chờ T3 rồi. Vậy T3 làm công việc gì tiếp theo? T3 hãy làm công việc tiếp theo cho tới xong cho hết đi, đó là if trên C. Right trên C. Đó là unlock C. Unlock D. Bây giờ ai làm việc được sau đó thì nói rằng là lúc bây giờ chỉ có thể T2 thực hiện sau đó thôi, đó là sloc trên C. Bây giờ thì đã có thể giải quyết được rồi, bởi vì T3 đã thực hiện unlock trên đơn vị dữ liệu C rồi. Như vậy thì T2 thực hiện sloc trên C rồi làm gì nữa? Break 2 C. Xong, T3 có thể làm công việc tiếp theo đó là sloc trên B được không? Được. Thực hiện write 2 trên B. Sau đó unlock trên B. Unlock trên C. Rồi, bây giờ thì T1 đã có thể thực hiện được rồi, đó là công việc số 12. Đó là sloc trên B của T1 đã được đáp ứng, bởi vì trên đơn vị dữ liệu B thì T2 đã làm xong công việc và unlock trên B rồi. Vậy thì sloc trên B. Click 1. B. Sau đó 13 đó là sloc trên A. Break 1. A. Công việc số 14 đó là unlock trên A và unlock trên B. Đó là cái quá trình thực hiện công việc của cái lịch biểu mà sử dụng phương thức khóa sloc, islog và update log. Vậy các anh chị thấy rằng là nó hoàn toàn nó cũng giống như cái lịch biểu đầu tiên phải không các anh chị? Tuy nhiên nó khắc phục được cái tình trạng là deadlock mà xảy ra do cái update operating lock, tình trạng update, tình trạng deadlock xảy ra do cái kiểu khóa đó là operating. Như vậy thì các anh chị biết rằng là cái mục đích để người ta bổ sung thêm cái phương thức update lock cũng là như vậy phải không? Đó là làm khắc phục cái hạn chế của phương thức khóa chỉ dùng sloc và islog và cho phép updating. Vậy thì ta thấy rằng là vẫn có cái sự chờ đợi ở đây, và cái việc chờ này nó hoàn toàn nó giống như là trong cái lịch biểu mà chỉ sử dụng sloc
XLOC và với những giao tác mà thực hiện đọc trên đơn vị dữ liệu rồi sau đó ghi trên cùng một đơn vị dữ liệu, thì là phương thức đầu tiên á các anh chị, cái lịch biểu đầu tiên á, đó là với cái kiểu là đọc trên đơn vị dữ liệu rồi sau đó ghi trên đơn vị dữ liệu, thì đầu tiên hãy thực hiện khóa độc quyền trên đơn vị dữ liệu đó đi. Thì tôi đã minh họa cho các anh chị thấy rằng là khi mà bổ sung thêm một cái phương thức khóa mới đó là update log, thì cái quá trình thực hiện của lịch biểu là như sau. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục rằng là cho một cái lịch biểu mà trong đó có cái thao tác đó là tăng và giảm, và cung cấp cho các anh chị thêm một cái phương thức khóa, đó là phương thức khóa tăng giảm. Vậy thì tôi không có làm việc trên cái lịch biểu này, và tôi sẽ làm việc trên cái lịch biểu mà trên đó có cái thao tác tăng và giảm trên một đơn vị dữ liệu nha các anh chị. Vậy thì tôi sẽ vẫn vẫn cùng một cái mục đích, đó là cho một cái lịch biểu S và cái phương thức khóa. Phương thức khóa ở đây đó là thao tác đọc ghi, phương thức khóa đọc, phương thức khóa ghi và cái phương thức khóa tăng giảm. Yêu cầu các anh chị hãy cho biết cái quá trình thực hiện của lịch biểu là như thế nào. Lịch biểu mà chúng ta quan tâm hiện tại đó là lịch biểu như thế này. Đầu tiên đó là đọc trên A của giao tác T1. Đọc trên A, đọc trên B của giao tác T2. Sau đó đó là thao tác pin. Giao tác T1 thực hiện tăng hoặc giảm trên một đơn vị dữ liệu B. Vậy thì đó là một cái lịch biểu mà chúng ta quan tâm. Vậy thì chúng ta hãy xem lại rằng là cái lịch biểu mà trên đó có khóa tăng giảm thì nó được thực hiện như thế nào. Các anh chị hãy nhìn vô cái slide số 69 trong cái bài học của chúng ta, thì các anh chị thấy rằng là khi mà có nhu cầu tăng giảm trên một đơn vị dữ liệu B thì hãy thực hiện khóa, một cái phương thức khóa đó là khóa tăng giảm, gọi là y yên là, đó là phương thức khóa tăng giảm. Thì các anh chị vẫn làm theo đúng nguyên tắc, đó là trước khi đọc thì hãy thực hiện khóa đọc, trước khi ghi thì hãy thực hiện khóa ghi, và ngoài ra trước khi có nhu cầu tăng hoặc giảm trên một đơn vị dữ liệu B thì hãy dùng phương thức khóa tăng giảm, và coi coi cái quá trình thực hiện của lịch biểu là như thế nào. Đây các anh chị hãy xem đây. T1 thực hiện đọc phải không? T1, vậy thì tôi coi coi T1 có những thao tác nào. T2 có những thao tác nào? T1 thực hiện đọc trên A, tăng trên B. T2 làm công việc đọc trên B. Trên C. Và ghi trên đơn vị dữ liệu D. Vậy sau khi chèn khóa thì ta có cái gì? Ta thấy rằng là khi chèn khóa vô thì ta phải làm công việc như sau. T1 muốn đọc trên A phải không? Vậy thì đầu tiên hãy thực hiện là SLOC trên A. T2, T1 muốn tăng trên đơn vị dữ liệu B, hãy thực hiện phương thức ELOC trên B. ELOC 1 trên B.
Sau đó thực hiện tăng trên B vậy hình vuông bây giờ để đảm bảo cho tính nhất quán. Tính nhất quán của giao tác thì hãy xen vào các phương thức khóa phù hợp rồi thì sau đó phải thực hiện unlock. Vậy thì unlock trên A và unlock trên B. Một cách tương tự, tôi phải làm cái công việc là slot trên B, unlock trên C, rồi unlock trên C, đây là slot trên D, sau đó unlock trên B. Phải không các anh chị? Tôi đang thực hiện công việc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Tôi đang thực hiện công việc của một cái bộ phận cụ thể trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đó là phần đầu tiên của bộ lập lịch. Các anh chị hãy xem lý thuyết về kiến trúc của bộ lập lịch nhé các anh chị. Vậy thì tôi đã xen vào, tôi làm công việc của phần đầu tiên của bộ lập lịch, tôi chen vào các phương thức khóa cho phù hợp. Xong rồi sau đó tôi làm cái công việc rằng là theo cái thứ tự thực hiện như thế này thì cái quá trình thực hiện của lịch biểu là như thế nào. Một cách tương tự tôi thực hiện công việc như sau. Và cũng lưu ý với các anh chị rằng là trong quá trình mà tôi định ra cái quá trình thực hiện của lịch biểu, tôi nhìn vào cái ma trận tương thích. Khi mà bổ sung thêm một cái phương thức khóa mới, đó là phương thức khóa tăng giảm á, thì các anh chị hãy nhìn vào cái ma trận tương thích ở slide số 68 trong cái bài giảng mà chúng ta đã học qua. Vậy thì căn cứ vô đây để ta biết được rằng tại một cái thời điểm nào đó một giao tác yêu cầu một cái phương thức lốc thì cái yêu cầu đó có được đáp ứng hay không bằng cách căn cứ vô các phương thức lốc đang được giữ bởi các giao tác khác. Vậy thì cho tới bây giờ thì ta làm công việc như sau. Đầu tiên tôi một thực hiện đọc trên A phải không, là làm công việc slot trên A, rồi đọc trên A. Sau đó T2 đọc trên B phải không? Tôi tuân theo đúng thứ tự này các anh chị. T1 đọc trên A, sau đó tới T2 đọc trên B phải không? Phải làm công việc là slot trên B và brick 2B. Sau đó T1 tăng trên đơn vị dữ liệu B phải không? Vậy thì T1 tăng trên B. Ta dự định làm cái công việc là ELOC trên B tại thời điểm này. Hỏi trên đơn vị dữ liệu B đã có một giao tác đang giữ SLOC trên B thì ta có thể tăng lên đơn vị dữ liệu đó được hay không? Thì chúng ta thấy rằng là ta hãy nhìn vào ma trận tương thích. Ta xem rằng là trên một đơn vị dữ liệu có một cái giao tác khác đang giữ SELOC thì cho phép tăng khóa tăng giảm trên đơn vị dữ liệu đó hay không? Thì nói rằng là không cho phép, bởi vì là nhìn vào ma trận tương thích ta thấy rằng là tại cái dòng là S nói rằng là giao tác đang giữ khóa chia sẻ trên một đơn vị dữ liệu thì sẽ không cho phép thực hiện ELOC trên cùng đơn vị dữ liệu đó. Nên lúc bấy giờ T1 sẽ chờ. Vậy thì T1 chờ thì T2 làm được công việc gì? T1 không thể tăng lúc này, T2 làm công việc gì? T2 thực hiện là công việc tiếp theo, đó là tăng trên đơn vị dữ liệu C. T2 tăng trên C thì làm gì? T2 phải thực hiện ELOC trên C và in in C. Vậy thì T2 làm công việc như sau. ELOC C in in C, không có vấn đề gì hết vì không có sự tranh chấp gì cả, phải không? Rồi làm gì nữa? Cho tới bây giờ thì T1 làm tiếp tục được hay chưa? Nói rằng là T1 chỉ có thể làm tiếp tục khi nào T2 unlock trên đơn vị dữ liệu B mà thôi. Như vậy thì ta thấy rằng là cho tới bây giờ thì T2 làm tới đây, T2 được quyền làm tiếp vì T1 không thể tiếp tục được vào thời điểm này. Vậy T2 làm tiếp công việc đó là gì? Đó là slot trên D right 2 D. Đó là, xin lỗi các anh chị, chỗ này không phải là slot mà là xlog mới đúng, tại vì ghi trên đơn vị dữ liệu D thì phải là khóa độc quyền. Vậy chỗ này tôi sửa lại, chỗ này là xlog. Xlog trên D, ghi trên D, rồi gì nữa? Làm tiếp, đó là unlock trên B. Làm xong công việc thì unlock trên B.
unlock trên C và unlock trên D. Rồi bây giờ thì T1 đã có thể thực hiện được rồi. Vậy thì T1 làm gì? Thực hiện unlock trên B. Int B. Lưu ý các anh chị rằng là ngay chỗ này thao tác int nó mang một cái ý nghĩa đó là tăng đơn vị dữ liệu B lên một hàng số C hoặc giảm đơn vị dữ liệu B xuống một hàng số C. Ở đây ta không quan tâm tới tăng giảm bao nhiêu mà ta chỉ quan tâm rằng là ta đã thực hiện một cái thao tác tăng hoặc giảm trên một đơn vị dữ liệu, và cho dù tăng hay giảm thì cái điều đó cũng không có quan trọng, nên ta không có quan tâm tới cái hàng số mà bị tăng giảm mà ta chỉ quan tâm tới cái đơn vị dữ liệu mà được bị tăng giảm mà thôi. Vậy thì rồi làm gì nữa? Làm cái công việc tiếp theo đó là unlock trên A và unlock trên B. Vậy thì các anh chị thấy rằng là trong một cái lịch biểu như thế này, nhưng mà không biết rằng là mọi cái công việc có phải thực hiện theo cái thứ tự như thế này hay không? Hỏi thì cái quá trình thực hiện nó như thế nào? Thì ta đã chỉ ra được rằng cái quá trình của thực hiện của lịch biểu khi cung cấp các phương thức khóa này là như sau. Là đầu tiên T1 làm vậy, T2 làm vậy, tới đây T3, T1 phải chờ cho tới T2 làm xong rồi thì T1 mới có thể tiếp tục công việc được. Như vậy thì đó là một cái loại lịch biểu mà sử dụng cái phương thức khóa đó là khóa tăng giảm. Như vậy thì tôi đã giới thiệu với các anh chị việc bộ lập lịch sử dụng các phương thức khóa khác nhau hay là các cách thức khóa khác nhau để mà phục vụ cho cái quá trình điều khiển đồng thời. Thì cho tới bây giờ coi như tôi đã giải quyết xong cái phần bài tập liên quan tới cái việc là cho một cái lịch biểu S hỏi cái quá trình thực hiện của lịch biểu là như thế nào. Thì công việc tiếp theo đó là cho một cái lịch biểu S hỏi vậy chứ hãy cho ra một cái lịch biểu, tức là nếu như bây giờ với cái dạng bài tập này thì là lịch biểu là đã được định ra sẵn rồi, do bộ lập lịch chỉ ra một cái lịch biểu hỏi chứ với cái lịch biểu đó thì cái quá trình thực hiện là như thế nào. Còn thì cái bài tập dạng tiếp theo mà chúng ta đang quan tâm đó là cho các giao tác được định nghĩa trước, cho các phương thức khóa hỏi vậy chứ cái lịch biểu mà hệ quản trị cho ra là khả tuần tự nó có dạng là như thế nào, hãy chỉ ra một cái dạng lịch biểu mà hệ quản trị cơ sở dữ liệu có thể cho ra. Rồi thì tôi quan tâm tới một cái dạng bài tập khác, tôi sẽ trình bày ở đây cho các anh chị theo dõi. Cái dạng bài tập số 2 mà tôi quan tâm ở đây đó là như sau. Input đó là một tập hợp các giao tác, đó là cái quá trình tiếp nhận các giao tác của hệ quản trị cơ sở dữ liệu đó các anh chị. Như vậy thì các anh chị hãy xem đây. Các giao tác T yêu cầu chúng ta hãy giữ vai trò như là bộ lập lịch, hãy cho ra một cái lịch biểu gồm các TI khả tuần tự dùng các kỹ thuật khác nhau, cho ra một hoặc là chỉ ra một cái lịch biểu thôi mà dựa trên các kỹ thuật khác nhau, đó là lịch biểu gồm các TI khả tuần tự, lịch biểu đó thỏa, lịch biểu gồm các TI khả tuần tự.
dùng một kỹ thuật nào đó, kỹ thuật điều khiển đồng thời nào đó. Vậy thì ở đây tôi quan tâm ta đầu tiên tới cái phương thức điều khiển đồng thời dựa trên khóa. Vậy thì giả sử như tôi có một cái giao tác T1 được định nghĩa như sau. Cho giao tác T1, tôi định nghĩa T1 làm các thao tác như sau: đọc trên A, ghi trên B, đọc trên C và ghi trên A. T2 cầm các thao tác như sau: đọc trên C, xin lỗi các anh chị, tôi phải ghi như thế này, đó là đọc đọc trên C và ghi trên F. Và giao tác T3 cầm có đọc trên B và đọc trên E. Vậy thì input của chúng ta là tập các giao tác. Vậy thì công việc của chúng ta giữ vai trò như là bộ lập lịch tiếp nhận các giao tác vào một cái thời điểm ngẫu nhiên nào đó. Như vậy thì hiện tại tôi đang tiếp nhận ba cái giao tác T1, T2, T3 gồm có các thao tác như sau. Vậy công việc của chúng ta là bộ lập lịch, hãy làm cái công việc là hãy dùng yêu cầu của chúng ta. Ở đây tôi nói là dùng một cái kỹ thuật nào đó là tôi phân loại bài tập thôi. Vậy thì yêu cầu cụ thể đó là hãy dùng dùng hai phương thức khóa là SLOC và XLOC và dùng cái cơ chế lập lịch, đó là gồm các giao tác nhất quán, phải nghi thức khóa hai giai đoạn và lịch biểu hợp lệ để cho ra một cái lịch biểu là khả tuần tự, để cho ra lịch biểu khả tuần tự gồm ba cái giao tác như bên kia. Vậy hỏi gì chứ chúng ta có làm được điều này hay không? Chúng ta đang giữ vai trò là bộ lập lịch. Thì để giải quyết cái loại bài toán này thì các anh chị hãy xem cái lý thuyết. Hãy xem cái lý thuyết trong chương số 2. Ở trang số 59 các anh chị. Vậy thì hỏi gì chứ? Vậy thì làm sao cho ra được một lịch biểu khả tuần tự? Nói rằng nếu một lịch biểu mà gồm có các giao tác nhất quán, thả nghi thức khóa hai giai đoạn và lịch biểu hợp lệ thì lịch biểu đó là khả tuần tự. Vậy ta có thể tạo ra những cái giao tác nhất quán và một cái lịch biểu hợp lệ và giao tác thỏa nghi thức khóa hai giai đoạn hay không? Nếu làm được điều đó thì là ta sẽ cho ra được một lịch biểu là khả tuần tự. Vậy thì để mà đảm bảo tính nhất quán của giao tác thì có phải rằng là chúng ta phải xen vào các phương thức khóa cho phù hợp và unlock ở cuối cùng khi giao tác thực hiện xong, phải không các anh chị? Ngoài ra để cho lịch biểu thỏa nghi thức khóa hai giai đoạn thì phải chỉ ra rằng là có một cái giai đoạn khóa và có một cái giai đoạn nhả khóa ra, và phải đảm bảo rằng là trong cái thứ tự thực hiện của giao tác đừng bao giờ có một cái điều rằng là giao tác này unlock rồi lại một giao tác unlock rồi giao chính trong nội bộ giao tác đó lại lock sau đó, cho dù là làm trên các đơn vị dữ liệu là khác nhau. Như vậy thì để mà làm được điều đó, tôi làm cái công việc rằng là tôi hãy xen vào các phương thức khóa cho phù hợp đi. Ở đây dùng hai phương thức khóa là SLOC và XLOC và dùng phương thức khóa hai giai đoạn phải hay không? Vậy thì tôi làm như sau. T1 muốn muốn đọc trên đơn vị dữ liệu A, trước tiên hãy thực hiện SLOC trên A. Muốn ghi trên B phải thực hiện XLOC trên B. XLOC trên E, sau đó thực hiện unlock trên A. Và unlock trên E.
Vậy thì tôi vừa tạo ra một cái thao tác nhất quán. Nhất quán vì sao? Vì trước khi đọc thì có khóa đọc, trước khi ghi thì tôi thực hiện khóa ghi, và cuối cùng thì là unlock. Như vậy thì làm như vậy là đủ để đảm bảo rằng là giao tác thỏa cái tính chất là nhất quán rồi. Và cái giao tác này cũng nói luôn rằng là đã thỏa nghi thức khóa hai giai đoạn. Vì sao thỏa nghi thức khóa hai giai đoạn? Vì ta chỉ là được đây là giai đoạn khóa và đây là giai đoạn nhã khóa, và tôi không tìm thấy một cái cặp nào cho thấy rằng là nhã khóa rồi sau đó lại khóa. Vậy thì giao tác đã nhất quán và thỏa nghi thức khóa hai giai đoạn rồi. Một cách tương tự như vậy thì trên T2 tôi sẽ thực hiện thao tác là khóa chia sẻ trên C trước khi T2 đọc C, và khóa độc quyền trên F trước khi T2 đọc F. Sau đó thì là nhã khóa trên C và F. Một cách tương tự. Vậy thì cho tới bây giờ tôi đã đảm bảo được hai tính chất của lịch biểu, đó là tính nhất quán, hai tính chất của giao tác để mà đảm bảo một lịch biểu thả tuần tự, đó là tính nhất quán của giao tác và tính thỏa nghi thức khóa hai giai đoạn của giao tác luôn. Đó là hai tính chất của giao tác. Vậy thì tôi còn phải làm một điều nữa, đó là phải đảm bảo tính hợp lệ, hoặc phải đảm bảo tính chất hợp lệ của lịch biểu nữa. Này áp dụng trên lịch biểu. Vậy thì cái quá trình thực hiện lập lịch là như sau để mà đảm bảo tính hợp lệ. Ta có ba giao tác. Vậy để mà đảm bảo tính hợp lệ của lịch biểu thì ta phải tuân theo cái yêu cầu gì? Thì nói rằng là tính hợp lệ của lịch biểu được phát biểu như sau, nói rằng trong một lúc thì một giao tác đang giữ khóa trên một đơn vị dữ liệu, một giao tác yêu cầu khóa trên một đơn vị dữ liệu thì sẽ không đáp ứng cái yêu cầu khóa đó nếu như một giao tác khác đã giữ khóa trên cùng đơn vị dữ liệu đó nhưng mà với cái phương thức khóa là không tương thích. Như vậy thì tôi nói rằng, vậy thì đầu tiên tôi chỉ ra, như vậy thì cái quá trình lập lịch này một cách ngẫu nhiên nó sẽ cho ra rất là nhiều cái lịch biểu khả tuần tự, miễn làm sao là tuân theo cái tính chất là giao tác nhất quán, thỏa nghi thức khóa hai giai đoạn và lịch biểu hợp lệ mà thôi. Như vậy thì trên đây tôi chỉ ra một lịch biểu thôi, còn thì có thể các anh chị vẫn tuân theo cái tính chất này nhưng các anh chị chỉ ra một cái lịch biểu là khác. Vậy thì tôi chỉ ra một cái lịch biểu là như sau. Ví dụ như đầu tiên tôi cho T2 thực hiện trước, tôi cho T2 thực hiện S-lock trên C. Sau đó đọc trên C. Sau đó tôi cho T3 thực hiện công việc tiếp theo, đó là S-lock trên B và thực hiện read B. Sau đó tôi cho T1 thực hiện. Đây là một cái thứ tự ngẫu nhiên thôi, rất là ngẫu nhiên. Thì như tôi đã nói rằng là tôi sẽ cho ra một cái lịch biểu như thế này, nhưng các anh chị vẫn có thể đảm bảo các tính chất này nhưng mà cho ra một cái lịch biểu khác, miễn làm sao là thỏa đầy đủ ba tính chất này, và chính vì vậy nên nó là khả tuần tự. Vậy thì tôi cho T1 tại thời điểm thứ ba theo trục thời gian, thì tôi cho T1 thực hiện công việc đó là S-lock trên A, read trên A. Cho tới bây giờ tôi vẫn đảm bảo tính hợp lệ của lịch biểu, bởi vì không có cái giao tác nào khóa trên một đơn vị dữ liệu mà cái khóa đó mà trên đơn vị dữ liệu đó đã bị khóa bởi một giao tác khác mà cái phương thức khóa là không có tương thích nhau. Như vậy thì công việc tiếp theo làm gì? Giả sử như công việc tiếp theo cũng rất là ngẫu nhiên, tôi cho T2 thực hiện tiếp, đó là xlock trên F và right F.
Sau đó tôi cho T3 thực hiện. Làm cái công việc đó là SLOC trên E và RIG trên E. Sau đó tôi cho T1 thực hiện. T1 làm công việc đó là đã đọc trên A rồi, ghi trên B. Được hay không? Lúc bây giờ T1 thực hiện được hay không? Nếu tôi cho T1 thực hiện thì tôi phải thực hiện một cái yêu cầu, một cái khóa ghi trên đây để mà T1 có thể ghi trên B. Tuy nhiên trên đơn vị dữ liệu B thì T3 đã yêu cầu khóa chia sẻ trên đó rồi, đã giữ khóa chia sẻ trên đó rồi. Nên cho tới bây giờ nếu tôi cho T1 thực hiện thì sẽ là vi phạm tính hợp lệ của lịch biểu. Như vậy thì lúc bây giờ tôi thử tôi cho T2 thực hiện tiếp thử xem. Như vậy thì tại thời điểm này tôi cho T2 làm đó là UC và US. Xong tôi cho T3 thực hiện tiếp đó là UB và UE. Lúc bây giờ thì T1 đã có thể thực hiện được rồi. Đó là XLOC trên B 2B. Sau đó XLOC trên C, brick C. Sau đó XLOC trên E và right E. Sau đó là hàng loạt những cái thao tác, đó là unlock trên A, unlock trên B. Vậy thì tôi vừa chỉ ra được một cái lịch biểu gồm các giao tác nhất quán vì có khóa phù hợp trước khi thực hiện cái công việc và sau đó unlock. Các thao tác này phải nghi thức khóa 2 giai đoạn, vì trên đây ta chỉ ra được một giai đoạn khóa và giai đoạn nhả khóa, và hai cái giai đoạn này không có trồng lắp lên nhau. Và lịch biểu là thỏa cái tính chất hợp lệ, bởi vì trong khi một giao tác đang giữ khóa trên một đơn vị dữ liệu thì không có cho phép giao tác khác được quyền khóa trên cùng đơn vị dữ liệu, nhưng mà với một cái phương thức khóa là không tương thích. Như vậy thì tôi vừa chỉ ra cho các anh chị thấy một điều rằng là cái lịch biểu đã cho là lịch biểu khá tuần tự, vì theo lý thuyết nói rằng là hễ giao tác nhất quán thỏa nghi thức khóa 2 giai đoạn và lịch biểu gồm các giao tác nhất quán thỏa nghi thức và các giao tác thỏa nghi thức khóa 2 giai đoạn, đồng thời lịch biểu mang tính chất hợp lệ thì là lịch biểu đó là khá tuần tự. Như vậy thì tôi đã chỉ ra được một cái lịch biểu là như thế này, thỏa cái yêu cầu đặt ra. Với cái yêu cầu với cùng cái bài tập này, tuy nhiên rằng là thay đổi cái phương thức khóa một chút, không phải là không có đơn giản chỉ là xlog và tuân theo nghi thức khóa 2 giai đoạn nữa, mà theo cái yêu cầu của cái bài tập mà tôi đã gửi cho các anh chị, đó là các đơn vị dữ liệu ABC không phải là theo một cái cấu trúc ngăn cấp nữa, mà theo một cái cấu trúc là phân cấp. Phải hỏi gì chứ, cái hãy chỉ ra một cái lịch biểu khá tuần tự nếu ta biết được rằng ABC là các đơn vị dữ liệu mà tổ chức trên một cái cây phân cấp. Thì giả sử như thế này, nói rằng là giả sử trên một cái cây như thế này, hỏi vậy chứ cái lịch biểu khá tuần tự cho ra là cái gì, có thể là cái gì. Vậy thì lúc bây giờ các anh chị sẽ không có tuân theo cái nghi thức khóa 2 giai đoạn nữa, mà không theo cái nghi thức là giao tác nhất quán lịch biểu hợp lệ nữa, mà các anh chị sẽ dùng cái lý thuyết trong cái chương số 2 này. Các anh chị dùng cái phương thức khóa trên đơn vị dữ liệu mà có cấu trúc cây, các anh chị dùng cái lý thuyết ở slide số 31. Vậy thì một cách tương tự, hãy tuân theo cái nghi thức khóa phân cấp là như sau, đó là ta có thể bắt đầu khóa tại một nốt bất kỳ. Vậy thì ta nhìn vô đây, ta có thể là nhìn vô đây trên T1 thì T1 hãy khóa A. Khóa A rồi phát khóa B rồi khóa C rồi khóa E, vì B đã được khóa.
Vậy thì theo thứ tự này T1 đã làm việc được theo nghi thức là khóa phân cấp. Còn T2 có thể bắt đầu tại một cái nốt nào đó, đó là ta vẫn tuân theo nghi thức khóa phân cấp nha các anh chị, đó là một thao tác có thể bắt đầu tại một nốt bất kỳ của cây chứ không nhất thiết là phải đi từ gốc. Nhưng khi đã bắt đầu tại một nốt bất kỳ rồi mà muốn truy xuất ở cái đơn vị dữ liệu mà cấp dưới nốt đó thì phải đảm bảo rằng là một nốt chỉ được khóa khi là nốt cha của nó đã được khóa rồi, và thao tác không thể nhả khóa trên một nốt rồi lại khóa trở lại trên nốt đó ngay cả khi vẫn còn khóa nốt cha. Đó là cái nguyên tắc. Vậy nếu các anh chị tuân theo cái nguyên tắc đó thì sẽ cho ra được một cái lịch biểu khá tuần tự, thì cái đó là một cái dạng bài tập khác mà cũng nằm trong cái loạt bài tập, đó là cho các thao tác cho trước và một cái ràng buộc phân cấp trên các đơn vị dữ liệu, yêu cầu là hãy sử dụng một cái cơ chế khóa nào đó, một cái phương thức điều khiển đồng thời dùng cơ chế khóa nào đó, đó là hoặc là theo cái tính chất rằng là giao tác nhất quán, lịch biểu hợp lệ và giao tác khoảng nghi thức khóa 2 giai đoạn, hoặc là tuân theo nghi thức khóa phân cấp trên các đơn vị dữ liệu tổ chức phân cấp để cho ra một lịch biểu là khá tuần tự. Thì cái đó là cái dạng bài tập 2, và các anh chị hoàn toàn có thể làm cái dạng bài tập này bằng cách là căn cứ vô cái ví dụ mà tôi đã cho trong bài học. Thì đó là một cái dạng bài tập khác. Hồi ngoài ra các anh chị cũng đã học về nghi thức khóa, à nghi thức về kỹ thuật xác nhận hợp lệ. Về kỹ thuật xác nhận hợp lệ đó cũng là một cái kỹ thuật điều khiển đồng thời phải không các anh chị? Như vậy thì ở đây nói là dùng một cái kỹ thuật điều khiển đồng thời nào đó. Ở đây tôi vừa minh họa cho các anh chị, tôi vừa minh họa một cái phương thức khóa, tôi vừa đưa ra một cái hướng dẫn về việc sử dụng phương thức khóa phân cấp trên đơn vị dữ liệu có cấu trúc cây để cho ra một cái lịch biểu là khá tuần tự như tôi vừa hướng dẫn. Ngoài ra ở đây cái kỹ thuật điều khiển đồng thời ở đây không chỉ là dựa trên khóa mà có thể là dựa trên kỹ thuật xác nhận hợp lệ. Còn kỹ thuật nhãn thời gian thì cái đó không có cho, bởi vì kỹ thuật nhãn thời gian thì nó đã lệ thuộc vô một cái thứ tự ngẫu nhiên mà đã định trước rồi. Còn ở đây thì tôi sẽ minh họa cho các anh chị thấy rằng là nếu dùng kỹ thuật xác nhận hợp lệ thì cái lịch biểu của chúng ta nó sẽ là cái gì. Vậy thì tôi sẽ minh họa cho các anh chị thấy sau đây. Thì nhờ dùng kỹ thuật xác nhận hợp lệ sao cho không có giao tác nào lên bác. Hỏi gì chứ? Trong kỹ thuật xác nhận hợp lệ, các anh chị hãy xem các slide ở phần cuối liên quan tới kỹ thuật xác nhận hợp lệ. Hỏi gì chứ? Nguyên tắc làm việc của kỹ thuật xác nhận hợp lệ đó là gì? Và làm sao để cho khi áp dụng kỹ thuật xác nhận hợp lệ thì không có giao tác nào bị run back. Thì các anh chị biết rằng là kỹ thuật xác nhận hợp lệ thuộc về nhóm kỹ thuật lạc quan, có nghĩa rằng là hãy cho các giao tác thực hiện và cuối cùng khi mà xác nhận hợp giao tác đó có
có gây ra những ảnh hưởng đúng trên cơ sở dữ liệu hay không, bằng cách là kiểm tra nếu mà có khả năng gây ra xung đột thì cho tốt hơn hết cho rollback giao tác, còn nếu mà không có khả năng gây ra xung đột thì cho giao tác coi như là hợp lệ và cho thực hiện xong, xem như là cho giao tác xác nhận là hoàn tất. Vậy thì làm sao để biết rằng là có khả năng gây ra xung đột hay không? Thì nói rằng một giao tác mà để kiểm tra một giao tác có hợp lệ hay không thì phải căn cứ vào những giao tác đã xác nhận hợp lệ rồi trước đó. Nếu có khả năng gây ra xung đột, có nghĩa rằng là những tập đọc của giao tác này và tập ghi của giao tác kia, hoặc hai tập ghi của hai giao tác mà có khả năng là mà giao nhau là khác rỗng, có nghĩa là có khả năng gây ra xung đột, thì tốt hơn hết hãy rollback cái giao tác mà đang kiểm tra hợp lệ. Như vậy thì ở đây có ba giao tác, tôi sẽ thực hiện cái việc kiểm tra hợp lệ là như sau. Vậy có ba giao tác. Giao tác T1, tập đọc của giao tác T1, giả sử như tôi cho đây là thời điểm. Tôi cho đây là thời điểm bắt đầu của giao tác T1. Cho giao tác T1 kiểm tra hợp lệ tại thời điểm này. Tôi thấy rằng là T1 thì tập đọc của T1 đó là một cái tập các đơn vị dữ liệu mà T1 đã đọc, đó là A và C. Phải không các anh chị? Như vậy thì và tập ghi của T1, reset của T1 đó là đơn vị dữ liệu B và Ơ. Vậy thì tôi giả sử như tôi định ra rằng là T1 đã bắt đầu ở đây, xác nhận hợp lệ ở đây và phần ghi ở đây. Cho T2, tập ghi của T2, tập đọc của T2 đó là tập C. C như vậy thì giả sử như T2 bắt đầu tại thời điểm đó nào đó mà trước khi T1 kết thúc thì cũng vẫn không có xảy ra tranh chấp, bởi vì tập ghi của T1 và tập đọc của T2 hoặc tập ghi của T2 thì giao với nhau là khác rỗng. Phải không các anh chị? Vậy thì giả sử như tôi cho T2 bắt đầu tại thời điểm này. T2 bắt đầu ở đây và T2 xác nhận hợp lệ ở đây. Sau đó T2 kết thúc ở đây. Đây là T1. Thì nếu tôi cho như thế này thì các anh chị thấy rằng T2 có hợp lệ hay không, và vậy thì ta phải kiểm tra, ta nói rằng là như vậy thì nếu mà tập đọc của T2 và tập ghi của T1 mà giao với nhau, tập đọc của T2 đó là C, và tập ghi của T2 đó là F. Vậy các anh chị thấy rằng là giao của tập ghi của T1 và tập đọc của T2, các anh chị lưu ý rằng là đây là giai đoạn đọc của một giao tác. Đây là một giai đoạn đọc của giao tác T2, và đây là từ lúc xác nhận hợp lệ trở về sau cho tới cuối cùng, đó là giai đoạn ghi của một giao tác. Một cách tương tự, từ đây trở về sau đó là giai đoạn ghi của giao tác T2. Thì các anh chị thấy rằng là để mà kiểm tra xem rằng là giả sử cho T1 thực hiện trước và tại cái thời điểm mà T1 xác nhận hợp lệ thì chưa có giao tác nào hợp lệ cả. Bây giờ tôi cho T2 bắt đầu sau đó và kiểm tra xem rằng T2 có hợp lệ hay không. Tôi đang muốn rằng là cho T2 hợp lệ vì tôi đang muốn cho ra một cái lịch biểu gồm các giao tác thực hiện một cách hợp lệ hết mà không có giao tác nào bị rollback cả. Như vậy thì nếu tôi kiểm tra, tôi thấy rằng là những cái khả năng mà bị xung đột đều bị loại trừ cả, thì cái lịch biểu thì cái giao tác T2 sẽ là hợp lệ. Vậy thì có những khả năng xung đột nào? Tôi nhìn vô tôi thấy rằng là đây là trong lúc mà T1 chưa có ghi xong, chưa có kết thúc thì T2 đã thực hiện cái pha đọc của mình rồi. Như vậy thì nếu cái tập mà ghi của T1 và tập đọc của T2, ghi của T1 và tập đọc của T2 mà giao nhau là khác rỗng
thì không có vấn đề gì cả đối với hai tập này. Và tập ghi của T1 và tập ghi của T2 giao với nhau khác rỗng thì không có vấn đề gì nữa. Đó là những cái điều kiện phải xét. Tập ghi của T1 và tập ghi của T2 hoàn toàn là giao nhau khác rỗng. Như vậy thì tôi chấp nhận cái tình trạng này, coi như rằng là cho T1 thực hiện. Trong khi T1 chưa thực hiện xong, tôi cho T2, và T2 làm như vậy thì là tôi cho T2 bắt đầu và thực hiện công việc của mình. Vậy thì trong cái tình trạng như thế này thì T2 đã là hợp lệ. Vậy thì cái việc mà thực hiện của T3 là như thế nào? Ta thấy rằng là vì cái tập ghi của T1 có B và Ơ. Có B. Như vậy thì trong lúc mà T1 mà chưa có ghi xong á thì tốt hơn hết đừng có cho T3 bắt đầu cái tập đọc trong thời điểm đó, bởi vì khi mà cho T3 bắt đầu tại thời điểm này thì cái tập đọc của T3 và tập ghi của T1 là giao nhau khác rỗng, thì lúc bấy giờ T3 là không hợp lệ. Vậy tôi cho T3 bắt đầu từ đây có được hay không? Vậy thì tập đọc của T3 là B và tập ghi của T3 là tập đọc của T3 đó là B và Ơ, và không có tập T3 không có thực hiện ghi gì cả. Vậy thì giao với cái tập ghi của T2 sẽ là khác rỗng. Như vậy thì lúc bây giờ tôi có thể cho T3 bắt đầu từ đây. Nhưng nếu cho T3 bắt đầu từ đây thì là sẽ có vấn đề đối với T3 đó các anh chị. Như vậy thì tôi hoàn toàn tôi có thể là cho T3 thực hiện theo kiểu là như thế này. Thì các anh chị thấy đó, như vậy thì hai giao tác. Cho giao tác T1 bắt đầu trước, giao tác T2 bắt đầu theo cái thứ tự như thế này, thì ta thấy rằng là T1 và T2 sẽ không có xung đột gì cả, nên T2 sẽ hợp lệ. Cho thực hiện T3 như thế này, ta thấy rằng là T3 bắt đầu trước khi, sau khi là T1 đã kết thúc xong, nên những cái xung đột mà có thể xảy ra đó là tập ghi của T3 và tập đọc, tập ghi của T2 và tập đọc của T3. Thì tập ghi của T2 đó là này và tập đọc của T3 đó là tập này, hai tập này là giao nhau khác rỗng, nên tôi có thể chỉ ra được là cứ cho T1 thực hiện trước rồi đến T2 rồi đến T3 theo thứ tự như thế này. Ở các phase thì sẽ cho ra một cái lịch biểu là khá tuần tự và không có giao tác nào bị rollback. Như vậy thì tôi đã chỉ ra cho các anh chị một cái cách để mà xác định một cái lịch biểu khá tuần tự được dùng các kỹ thuật điều khiển đồng thời khác nhau. Như vậy thì trong cái tôi đã trình bày xong cái loạt bài tập số 2, đó là cho tập hợp các giao tác như là đầu vô và cái người xử lý là chúng ta, là bộ lập lịch giữ vai trò là hãy thực hiện điều phối, hãy phân chia công việc tùy theo cái công cụ được cung cấp, có thể đó là các phương thức khóa khác nhau, hay là các cách thức khóa khác nhau, hay là các kỹ thuật khác nhau để mà cho ra những cái lịch biểu đạt yêu cầu. Một trong các yêu cầu đó là lịch biểu khá tuần tự, hay là lịch biểu không gặp cái vấn đề về một xử lý đồng thời, ví dụ như là tính lịch biểu phải phải roll back, thì cái điều đó là không mong muốn. Như vậy thì ta đã chỉ ra được cái cách thức làm việc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng các kỹ thuật khác nhau mà tôi đã giới thiệu với các anh chị trong phần lý thuyết. Vậy thì tôi sẽ qua một cái dạng bài tập tiếp theo, đó là cái dạng bài tập số 3 liên quan tới cái việc mà điều khiển deadlock, ngăn ngừa và giải quyết và ngăn ngừa deadlock.